Ly xin được trở lại với phần trình bày của hai em Thịnh Nguyễn và Thủy Ân Trầm, là đại diện của Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại miền Nam California, gửi đến quý vị những chương trình hội chợ Tết Sinh viên vào những ngày sắp tới, là ngày mùng 8, 90. 8, 9, 10 của tháng 2 sắp tới đây. Như vậy thì làm sao để mà quý vị khán giả có thể mua vé? Dạ, quý vị, trước khi mà cô nói về cái để con nói về cái việc mua vé đó thì hồi nãy cô có nói á, là năm nay là chúng con có hai cái gian hàng Thức ăn, thực thực thức ăn, thực phẩm dạ hả? thực phẩm thức ăn thì năm nay là có rất là đa dạng và phong phú. Là nếu quý vị mà đi những năm vừa rồi, quý vị biết là đồ ăn, đồ nướng, đồ nước gì cũng có hết, và đặc biệt năm nay là chúng con chia nó làm hai hàng, nếu con có nhiều hơn và như vậy chúng con có thể làm những cái đa dạng hơn. Và nhưng mà nói chung là nếu mà quý vị mà muốn biết về thêm chi tiết thì quý vị có thể lên trang nhà tại hoichotet.com, và đó cũng là cái nơi mà quý vị có thể mua được vé vào cổng. Dạ. Mình có thí dụ mà senior citizen, những người cao niên, hoặc là làm cách nào để mà mình có được discount không con? Dạ, hiện giờ thì chúng con có một cái discount cho để mà chào đón năm Kỷ Hợi. Đó là nếu mà quý vị lên trang nhà mua vé, thì lúc trước khi mà quý vị trả tiền cho cái vé đó thì quý vị có thể nhập cái coupon discount code vào là Year of the Pig, giống như trên hình mà quý vị đang thấy đó. Thì Year of the Pig không có cái không có space là Không có cái khoảng cỡ chắn, đánh liền, đánh liền là Year of the Pig. Year of the Pig, Đánh liền, dán liền với nhau, đó là cái code nha quý vị, để được discount mình được bao nhiêu Được 20% discount cho discount. rất là cho tất cả các vé mà quý vị mua, không có limit. Không có limit. Rồi như mọi năm, nếu mà những quý vị đến tham dự mà mặc quốc phục Việt Nam, hoặc là mặc quân phục, hoặc là mặc đồng phục hướng đạo, có được discount không? Trước khi con nói cái đó, con phải Cái nhắc gì thêm trước khi cái vùng hồi nãy nữa, tại vì cái này là để chào đón năm Kỷ Hợi, nên chúng con chỉ cái discount này chỉ work từ giờ cho đến ngày 5 tháng 2 thôi, là ngày là đêm giao thừa đó. Nói lại thật là kỹ con, là cái discount code chỉ có hiệu lực ngay từ bây giờ. Thì hiệu lực đã hiệu lực và hiệu lực từ bây giờ, nếu mà quý vị coi chương trình này thì hiệu lực từ bây giờ cho đến ngày 5 tháng 2 Ngày 5 tháng 2, là đêm giao thừa đó. ok. Là tại cái này là để chào đón năm Kỷ Hợi. Có nghĩa là quý vị ở nhanh tay nhanh chân thì mình được 20% Dạ, rất là tất off. cả các vé luôn chứ không phải chỉ có một Tất vé. cả các vé là sao? Vé Là quý vị mà Carnival hay là sao? Không, là chỉ vé vào là cổng. vé vào Vé cổng vào thôi. cổng, ok. Thì con nói tất cả các vé làm cô mừng quá, cô tưởng là được vé đi ăn luôn nữa chứ. Dạ, đó ý con nói là tất cả các vé vào cổng đó, tại vì nhiều người không thể mua một vé mà mua nhiều vé đó thì discount hết Thì toàn được bộ. discount hết. Vâng, đây là cái cơ hội để chúng ta có thể được giảm giá. Nếu quý vị mua vé từ bây giờ cho tới ngày mùng 5 tháng Tháng 2 2, dạ. thì cái discount nó sẽ không còn hiệu lực nữa, và vì thế xin quý vị vào trang nhà của Hội chợ hội Tết.com. chợ tết.com để mà mua vé, và trước khi trả tiền, để cô nhắc có đúng không nha, để Dạ. cô nhớ trí nhớ không nha, trước khi trả tiền thì mình phải đánh vào cái discount code là Year of the Pig. Dạ. Dạ, Rồi ngoài ra có những số điện thoại nào để họ có thể liên lạc, những người mà họ muốn giúp cho các cháu những cái vật dụng để trang trí, hoặc là cho mình ngân quỹ gì đó, hoặc là thức ăn cho các em sinh viên. Tội nghiệp các em lắm quý vị ơi, năm nào cũng bị đói bụng hết, tại vì không có ai nấu nướng cho ăn, cứ chạy vòng 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 vòng, trong đó có Julie cũng bị đói theo. Và vì thế cho nên những quý vị nào đang theo dõi có thể giúp cho các em trong những vấn đề những thức ăn mà quý vị nấu đem tới cho các em, đó là những cái niềm vui mà các em sẽ nhận đón được từ quý vị, như là những người phụ huynh, ông bà cha mẹ cho các em, có cả Julie nữa. Vào ngày thứ bảy. Thì đó là những cái điều mà các em rất là mong muốn được đón nhận từ quý vị. Số điện thoại để liên lạc. Dạ, số điện thoại để liên lạc là 714-388-6711, 714-388-6711, hoặc là quý vị có thể vào trang nhà hoichotet.com để mà liên lạc thẳng email thẳng cho đến chúng em, để chúng em có thể trả lời câu hỏi nhận được. Rồi, Thủy Anh có điều gì muốn nhắn nhủ với mẹ đang theo chương trình, hoặc là với bạn bè, hoặc là với thân bằng quyến thuộc, và ngay cả quý khán giả của Đài Lướt Sài Gòn TV? Thì anh chỉ muốn nói là một lời cảm ơn cho những
Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân và mọi người đã bao năm nay đã theo với Hội Trợ Tết Sinh Viên và ủng hộ chúng em về đến chung vui với chúng em hoặc là từ giúp đỡ hay cho con cái tham gia vào Hội Trợ Tết Sinh Viên. Và em mong sẽ gặp được mọi người đầy đủ năm nay ở năm kỳ hợi ở Hội Trợ Tết Sinh Viên. Rồi, dạ. Thịnh, thật là nhanh. Dạ, Thịnh Nguyễn cũng rất là vui được trên cái đài Little Simon TV và nói chuyện với cô Julie về Hội Trợ Tết Sinh Viên. Thì Thịnh cũng rất muốn cảm ơn quý vị đã ủng hộ Hội Tết Sinh Viên bao năm qua. Cảm ơn hai cháu rất là nhiều. Và một lần nữa Julie xin được nhắc lại là quý vị có thể mua vé ngay từ bây giờ để được 20% discount từ bây giờ cho đến ngày 5 tháng 2 vào cái trang nhà là hoichợtet.com hoặc số điện thoại là 714-388-6711 để biết thêm chi tiết. Và Julie cũng rất là mong sẽ gặp quý vị vào ngày thứ bảy, ngày mùng mấy ha? Thứ bảy là ngày mùng 9 tháng 2 để chúng ta cùng với nhau đón xuân kỷ hợi năm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin kính chúc quý vị cùng gia đình một tuần lễ an lành và hạnh phúc, và nhất là luôn tìm được sự bình an trong tâm hồn. Xin thân ái kính chào tạm biệt.